Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khô Audio, kênh về âm thanh bài, âm thanh cổ. Chúc tất cả một ngày mới tốt lành và trở lại với clip này. Khô giới thiệu với anh em một con âm ly phải nói là siêu phẩm, cực hiếm nè, và bên cạnh đó là rất là đẹp. Nếu mà những ai mà chơi đồ cổ và đặc biệt là những người mà thích cái hạng pilot thì Khôi tin chắc đây là một siêu phẩm đáng mơ ước luôn, kể cả người bán anh em. Hay nói vui là của để dành. Các cái dòng đồ cổ nói chung thì nó không có mắc, nhưng mà nó rất là kén người chơi. Cái quan trọng nhất là mình phải hợp, mình thích nó, hợp với các cái thể loại nhạc, hợp với các cái loa. Đó là cái phần chính nè, cái phần chính mình chơi đồ cổ. Bên cạnh đó thì cái con này ship về nó rất là đẹp, phải nói là cực đẹp chứ không phải đẹp bình thường luôn. Thì Khôi sẽ đưa máy gần để anh em cùng tham khảo về con này. Con này dòng pilot thì Khôi đã bán rất nhiều năm nay. Nhưng mà cái model mà pilot 5000 này thật sự nó là lần đầu tiên cũng mới gặp thôi. Tại vì nó quá hiếm anh em. Thậm chí là bây giờ search cái model này trên các cái trang của Việt Nam hình như không có, mà trên eBay, trên các cái trang nước ngoài mới có nè, và tìm cái thông tin nó mòn mỏi luôn. Nên anh em nào mà muốn chơi con này thì xem clip thì Khôi sẽ nói rõ về nó nè. Chủ yếu là về phối ghép, Khôi đã ghép một số loa thì Khôi sẽ nói cho anh em cùng biết, để mình dựa vào những cái loa mà Khôi đã ghép rồi mình lựa chọn anh em nha. Hoặc anh em nào mà phân vân thì có thể xem hết clip phần cuối, thì Khôi sẽ test một cái đoạn nhạc demo để anh em cùng nghe thử nha. Còn bây giờ này, Khôi đưa máy gần để anh em cùng xem được cái con này. Thật sự là chưa biết ra chất âm nó thế nào, nhưng mà về cái thiết kế, về cái ngoại hình của nó thì nó đã ăn điểm 10 rồi nè. Phải nói là ăn điểm 10, phải chấm điểm 10 trên 10, không thể nào chấm 9 được. Đẹp zin nha anh em, đẹp zin nha. Thật sự là những người khó tính nhất khi mà xem được cái con này thì Khôi cũng tin chắc là phải thán phục cái này nha. Xin lỗi là mình nói hơi nhiều, tại vì thật sự là nó quá đẹp, quá hiếm. Và cá nhân Khôi đánh giá là nó hay nữa. Nó hay nữa nè. Anh em cùng xem ha. Pilot 5000, tuyệt vời. Thì những con âm ly cổ này nó có đầy đủ các chức năng cơ bản đây nè, của một con âm ly. Dường như bass chép này, rồi lau nét xì tê mono. Đây nè. Đây nè, Khôi đang test là Khôi không có lên bass luôn nha. Đây nè. Đó. Rồi bên đây là CT này, mono này, công tắc nguồn. Con này là công tắc rời anh em nha. Rồi. Thì đánh hai cặp loa anh em nha, hai cặp loa. Thì ở đồ mịn thì nó sẽ ghi là main với remote, cho nó không có ghi là AB. Rồi. Trên này là volume anh em nhé. Nói chung là các phần cơ bản thì không có gì đặc biệt. Âm ly nào cũng có nhưng mà nó đẹp. Bên cạnh đó anh em, một cái vỏ gỗ. Cái vỏ gỗ này thì Khôi hay nói là cái vỏ gỗ này mình đóng tại Việt Nam. Tuy nhiên là cái gỗ nhập từ nước ngoài về thì nó cũng rất là đẹp luôn. Không khác gì một cái vỏ gỗ zin anh em. Đây anh em cùng xem cái đít này. Đó anh em thấy đây. Đúng không? Nhìn chính xác luôn là cái vỏ gỗ này. Các âm ly zin thì anh em cùng thấy cái vỏ này. Nên đây là một cái vỏ có giá trị luôn anh em. Đó anh em thấy cái đít đẹp, cực đẹp luôn. Cái dòng này là sườn họ không có xi bảy màu nhưng mà nó vẫn đẹp, là nên biết một con âm ly được lưu kho anh em sưu tầm ha. Rồi có một cái nhược điểm, nó xài loa anh em, loa là cái cổng bóng sen ha. Thật ra nó là cái dây AV anh em. Đây anh em, cái giắc này là giắc AV này. Đây là tại vì Khôi hết đồ rồi nên Khôi làm tạm, còn khi anh em mua thì Khôi sẽ tặng cho anh em một cái này. Khôi sẽ làm đích thân Khôi làm dây tốt và hàn chỉ tốt vào anh em ha, để mình xài. Nó không có dây, nó ra bắp chuối nè, nó bắp chuối như con âm ly bình thường anh em ha. Rồi đó, đây đang để tắt nhạc luôn. Rồi anh em có thể nghe một đoạn ha. Đây là nhạc vàng demo thôi, rồi phần sau cuối thì Khôi sẽ test rõ ràng hơn. Này chép chưa lên anh em nha, này chép rất là bén luôn ha. Phải bỏ chép đi rất là nhiều anh em nè, giảm qua tới đây luôn anh em.
Giảm hết rồi bạn nghe nè. Trời đêm dần tan, tôi đến sân thơ nơi tiễn người chân linh về. Đây, mình tắt luôn cái phần lau nét nè. Trong đôi tay đi vào đời tân tương ngày nay, gió khuya ôm lý lành sân. Rồi cái phần test chất âm thì clip nào phần cuối thì Khôi cũng đều test anh em. Nên anh em sẽ xem phần cuối clip về test âm ha. Còn bây giờ thì Khôi sẽ tháo máy ra để anh em cùng xem được cái ruột gan. Dòng này là dòng xuất âm biến thể. Khôi quên nói cho anh em biết ha. Rồi. Đây mọi người, Khôi đã tháo cái máy nó ra rồi nè. Thật sự là nó đẹp, đánh giá là phải 99%. Chứ không phải là 98 luôn anh em nha. Đó, so với một món đồ cổ mà đã hơn 60 năm thì đây được gọi là đẹp. Đây anh em, đẹp xuất sắc á, chứ không phải đẹp thường anh em nha. Đó, anh em cùng xem với Khôi ha. Đúng chất là sưu tầm, đúng chất là cụ để dành. Đó, anh em nhìn con sò này, nó mới cáo luôn ha. Đó, quá đỉnh, quá điểm, đúng rồi. Đó, anh thấy không? Thật sự là khi Khôi mua được cái con này, Khôi mê nó lắm nha. Ước chừng là mình sẽ để lại một con. À, nhưng mà vì buôn bán, vì kinh tế nên nó tất cả phải đưa lên bán anh em. Thật sự là như vậy. Thật sự ngàn năm có một chứ không phải là trăm năm nữa. Sẽ không bao giờ gặp lại, tại vì trên chưa có, chưa thấy bán đâu anh em. Ngày xưa mấy cái giắc mà theo nó cũng được mà đồng mà vàng gì đây này. Rồi mình sẽ nói về con này anh em. Xuất âm biến thế. Đây hai cục này là cục xuất âm biến thế đây. Còn cái cục này là cục đền thôi. Đó. Toàn bộ là tù giấy anh em. 1, 2, 3, 4 này. Anh em nào mà chơi đồ cổ á, mà thích cái đồ mọc á, thì phải là tù giấy nha. Tù giấy này quá 4 cái luôn nè, quá đỉnh luôn. Rồi chạy tất cả là 6 con sò sắc RCA. Con sò này là sò RCA anh em ha. Đó, đây 4 con, 1, 2, 3, 4 này. Đấy, trên này có 2 con nữa là 6 anh em ha. Đó. Quá đẹp, quá đẹp. Zin, bao zin luôn. Bao zin luôn. Nói chung là hoàn hảo anh em, hoàn hảo. Và cái phần cuối cùng á là dành cho những fan nào thích cái thương hiệu này. Đó, để sưu tầm nó thôi. À, dạ thật sự thì so với các cái con Khôi đã bán á thì gọi là nó cao thôi, nhưng mà so với cái mức giá chung, so với đồ Nhật, so với Samsung, so với Bione, thậm chí là so với Fisher thì nó quá rẻ nè. Thật sự là Khôi báo giá anh em sẽ thấy nó rẻ, rẻ một cách bất ngờ luôn. Đó. Nha. Thì mức giá để anh em rước nó về là 25.500. 25.500. Giá này Khôi nghĩ là quá tốt đó nè. Ngoài cái việc là đẹp, sưu tầm thì nó đánh các dụng là cụ rất hay. À, đó là điều Khôi khẳng định anh em. À, rồi, thì Khôi kết thúc cái phần giới thiệu ở đây. À, phần nên cái phần này tủ thì nằm trên này rồi. Nên phần dưới chắc không cần xem anh em nha. À, còn nếu anh em thích thì đây, mình đặt cho anh em xem luôn. Anh em thấy rất là đẹp ha. Cái đít nằm ở ngoài rất là đẹp. Rồi. Ok, có 8 con nóc rồi nè. Thôi mở cho anh em xem luôn ha. Để anh em yên tâm luôn. Một lần cuối nha. Thật sự là những cái phần này á cũng không cần làm đâu nè. Con máy đẹp như thế này mà thì chắc chắn là nó sẽ ngon lành rồi. Tuy nhiên là để làm cho hết ý nha. Cho những anh em nào mà ví dụ như thích xem nội tạng nội răng, hoặc là mình không có điều kiện mua thì mình cũng tham khảo ha. Rồi đây nè, anh em xem toàn bộ là linh kiện cao cấp, tủ hồng không anh em nha, khủng bố chưa. Đó, tủ này tủ cam rồi Mallory này nè, nó vẫn sử dụng các cái tủ cao cấp của Mỹ ha, rồi Nichicon này ha. Đó, còn cái tủ hồng này thì quen thuộc rồi nè, sử dụng rất nhiều trong các cái dòng âm ly của Fisher. À, Fisher tù hồng. Fisher có 1 cái thôi mà đây tới 4 cái luôn anh em nha. 5 cái luôn anh em. À, phải nói là định cố định anh em ha. Rồi. Mức giá 25.500, anh em chuyển khoản đủ Khôi bao ship. Còn anh em yêu cầu ship COD thì anh em sẽ trả trước cho Khôi 30%, phần còn lại thì bưu điện sẽ thu hộ. Nhưng mà anh em phải tự trả phí dịch vụ nha. Rồi, một lần nữa Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em những cái clip sau, mình cùng ngắm nhìn lại thêm một lần nữa anh em nha. Rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Thật sự các linh kiện mình chẳng biết gì nhưng mình thấy đẹp anh em ha. Mặt mũi con này đẹp. Đó. Cực đẹp. Nói chung là tất cả những cái từ mà hoa hậu đẹp như lông lân lấp lánh rồi
vân vân thì cũng đều dùng cho con này đều hợp lý anh em ha. Rồi Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại 25.500 anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Khôi để mình cùng giao lưu. Một con duy nhất trong vài năm trở lại đây dành cho những người nào thích sưu tầm. Xin chào và hẹn gặp lại. Xanh khát nắng giữa đời cháy ra.